Kính thưa thầy sĩ, chủ tọa hội nghị, kính thưa tất cả các bạn đồng nghiệp, thì chúng ta vừa mới nghe một cái phần trình bày về các cái hướng dẫn điều trị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, và ở đó nổi lên một vấn đề là cái biện pháp điều trị mà được khuyến cáo đó là sử dụng máy thở áp lực dương CPAP hoặc BiPAP, sử dụng dụng cụ kéo hàm, và thứ ba nữa là điều trị phẫu thuật. Thế nhưng mà một cái vấn đề mà chúng ta vẫn có hay gặp ở trên thực hành lâm sàng đó là đây là những cái thách thức. Thách thức của chúng ta có gì? Thứ nhất á, là thở máy áp lực dương không xâm lấn á, thì mặc dù nó là điều chuẩn tiêu chuẩn rồi đấy, nhưng mà cái tuân thủ người ta khó lắm. Nhiều người khi mà để cái mặt nạ lên cái mặt rồi thì gạt ra ngay và không thể ngủ được. Cả đêm vật lộn với cái mặt nạ như vậy. Và như vậy là người ta có thể thở được mấy ngày là người ta bỏ. Và trên thực hành lâm sàng thì cái vấn đề tuân thủ nó trở thành bài toán, cứ nhắc nhở những người bác sĩ thực hành lâm sàng hoài. Cái phần thứ hai á, là về dụng cụ kéo hàm. Thì dụng cụ kéo hàm á, là nó có giới hạn thôi. Thứ nhất là nó giới hạn trong cái chỉ định của những bệnh nhân có ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ từ mức độ nhẹ đến trung bình. Chứ nếu nặng thì dùng dụng cụ kéo hàm, cái hiệu quả của nó cũng không tốt nữa. Dụng cụ kéo hàm nó dựa trên những cái hàm răng của chúng ta còn được hay không. Cho nên những người nào mà coi như không còn răng nữa, lớn tuổi thì khó mà đặt được dụng cụ kéo hàm. Và phương pháp phẫu thuật cũng vậy, không phải là có thể chỉ định cho tất cả những bệnh nhân. Thông thường đến bây giờ thì những phẫu thuật được xem là có hiệu quả ở trong điều trị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ vẫn là phẫu thuật cắt bỏ cái amidan trong những trẻ mà nó có amidan lớn quá, hoặc nạo VA để thông đường thở. Còn những phẫu thuật ví dụ như cắt xương hàm, những phẫu thuật tạo hình toàn bộ cái vùng hầu họng của mình, thì một là tính chất xâm lấn nó cũng nhiều, và thứ hai là cái hiệu quả của nó cũng có phần hạn chế. Bởi vậy là người ta tìm tòi những cái phương pháp mới để người ta điều trị cái ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Và lúc bây giờ người ta mới nghĩ đến, nếu chúng ta có thể tác động vào cái cơ chế thần kinh cơ thì đâu nó có phải là một phương pháp mới hay không. Thì đây là cái cơ chế mà người ta có thể đi vô cái hướng nghiên cứu này. Thì ở đây là trong cái nguyên tắc Starling mà hồi nãy thầy sĩ vừa mới trình bày đó. Thì trước khi mà đi vô ở trong, đây là phía bên ngoài miệng, còn đây phía trong phổi. Thì cái luồng áp lực từ ngoài này đi vào, vô đây, vô trong phổi. Nếu mà trong ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ thì cái bộ phận ở giữa, tức là bộ phận mềm á, đó là vùng, cái vùng mềm ở vùng hầu họng này, nó sẽ xẹp lại trong thời gian mình ngủ, nó tạo nên một cái hiện tượng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Như vậy cái phương pháp CPAP á, là nó dùng ở đây một cái áp lực dương để nó tăng áp lực này lên. Khi mà hơi thở vào đẩy vô vậy thì nó sẽ làm cho cái phần mềm ở đây nè nở ra. Đó, nở ra vậy thì đẩy được không khí xâm lấn ở bên trong nó dễ dàng hơn. Cái phương pháp mà áp lực dương người ta không chịu được, cho nên mới người ta nghĩ nếu chúng tôi có thể kích thích vô trong những cái vùng cơ ở đây để mà trong lúc ngủ thì những cơ này nó tăng trương lực lên, cũng giống như mình đang thức như vậy á, thì khi mà nó tăng trương lực lên thì có phải là những phần mềm này được đó giãn ra không? Nó giãn ra nó thông rồi, vậy đâu có cần tăng áp lực ở bên ngoài nữa. Cái cơ sở lý luận của nó nói thì thật là đơn giản như vậy, nhưng mà thực hành thì như thế nào? Thế là người ta mới đi tìm kiếm và người ta nghĩ rằng có thể có 3 phương pháp mà tác động vô cái vùng cơ ở vùng này được. Tác động thứ nhất là nếu tôi dùng một kích thích điện của cái dây thần kinh hạ thiệt, tức là dây thần kinh số 12 á, khi tôi kích thích vùng đó thì sao? Thì vùng đó nó sẽ kéo ra. Tại sao lại đây lại nói đến cái cây thần kinh hạ thiệt? Là tại vì ngay ở chỗ này, ở vùng bên này, thì người ta thấy những cái phần mềm ở ngay màu xanh này nè, là nó do những cái cơ ở đây nó bám lấy. Và đặc biệt là cái cơ lưỡi ở đây nè, nếu tôi kích thích cơ lưỡi kéo mạnh ra một cái thì có phải nó nở ra hay không? Cho nên người ta đặt ra vấn đề, bây giờ chúng tôi sẽ kích thích dây thần kinh hạ thiệt. Có cái cách thứ hai là càng đơn giản và càng cơ học hơn. Mình thấy cái tay như vậy, cái tay bình thường của mình đâu có cơ gì đâu, đúng không? Bây giờ mình tập thể dục thì có phải cái cơ nó nở ra không? Khi cái cơ nó nở ra như vậy thì có phải nó tăng trương lực không? Và tăng trương lực nó sẽ làm cho cái vùng cơ hầu họng nó chắc lại và nó nở ra. Cho nên nếu mà nói, nếu chúng ta có thiết kế những cái bài tập luyện như thế nào đó để người đó tập một hồi, thì thay vì nở cơ ngực rồi nở cơ tay thì đi nở cái vùng cổ này. Thấy chưa? Suy nghĩ như vậy, đó là bài tập luyện. Đó là hướng số 2. Hướng thứ 3 người ta mới nghĩ với bụng chứ là
Vậy thì bây giờ á, vào một lúc thời gian đi ngủ thì nó giảm cái kích thích ở trong cái cần cơ hô hấp, cái phần mà cơ hô hấp của mình, nó xẹp luôn cơ hô hấp của mình. Và đặc biệt là ở trong cái giai đoạn giấc ngủ REM, giấc ngủ REM á, thì nó liệt những cái cơ này. Vậy thì nếu bằng một cách nào đó người ta tác động với giấc ngủ REM, làm ngắn lại cái giấc ngủ REM, nó thay đổi đặc tính của giấc ngủ REM đi, thì có phải là dùng thuốc cũng có thể làm thay đổi được cái trương lực cơ ở đây không? Như vậy là có ba phương pháp ha: kích thích điện, tập luyện thể dục và dùng thuốc. Thế bây giờ mình ta bắt đầu đi vô, người ta mới tìm kiếm phương pháp thứ nhất là kích thích điện. Kích thích điện người ta làm gì bây giờ? Người ta mới dùng giống như là ở trong cái trường hợp mà đặt máy tạo nhịp á, đặt máy tạo nhịp tim. Tim mình không có chịu bóp nữa rồi, ta đặt một cái máy ở đây, nó dẫn cái đường dẫn vô lại tim. Kích thích lại cái tim bóp. Thì bây giờ cũng vậy, nó đặt một cái máy phát xung ở ngay vị trí này. Sau rồi cái máy phát xung này nó có cái bộ phận cảm nhận cái hơi thở của mình. Tự nhiên lúc nào đó khi mà có tắc nghẽn đường thở như vậy thì cái cơ thở của mình hít mạnh vô, mạnh vô, thì nó cảm nhận được cái chuyện hít mạnh như vậy, nó phát xung thật mạnh lên, thì cái xung đó nó sẽ chạy theo cái đường kích thích điện lên cái cơ vùng hạ thiệt thế này. Và khi nó lên cơ vùng hạ thiệt như vậy thì nó kích thích cái vùng cơ vùng hạ thiệt, tức là cái dây thần kinh 12 ở dưới cơ dưới lưỡi này, kích thích vào đây một cái thì nó kéo một phát. Nó kéo một phát thì đây là đường thở của mình đúng không? Đấy, khi mà nó đường ngưng thở nó xẹp lại vậy phải không? Thì nó kích thích mạnh một cái thì nó kéo lên, thì lôi cái này ra phía trước thì nó thông lại. Cơ sở nó làm vậy. Tôi kích thích thần kinh hạ thiệt vào cái lúc cơ sở cái cơ thể của mình thở mạnh lên thì nó sẽ làm nở đường hô hấp trên của tôi ra. Và đây mình nhìn gần vô nữa thì đây là mình thấy cái máy phát xung. Đó, đây là mình cái sensor trong cái cơ của vùng ngực và đây là kích thích điện vùng cổ. Và bây giờ người ta mới so sánh là trước khi mà ta kích thích và sau khi người ta kích thích thì điều gì đã xảy ra. Thì ở đây chúng ta thấy có biểu đồ về cái độ bão hòa oxy. Đây là chúng ta có biểu đồ của cái áp lực cũng như là cái flow, tức là cái lưu lượng qua mũi. À, chúng ta sẽ có những cái lưu lượng qua miệng, qua mũi. Thì thấy là nếu mà chưa kích thích thì chúng ta thấy gì? Cái SpO2 nó cứ giảm xuống mỗi khi mà cái đường thở nó bị tắc. Đúng không? Mà khi chúng ta kích thích vô rồi thì hiện tượng gì xảy ra? SpO2 nó không bị giảm nữa, nó trở về bình thường. Và cái áp lực và cái lưu lượng khí qua trong hầu họng nó cũng trở về bình thường. Và điện não nó được ổn định trở lại, bệnh nhân không có bị thức giấc nhiều nữa. Đấy là cái cơ sở khoa học của cái việc kích thích điện. Mình thấy là thật là hấp dẫn đúng không? Hấp dẫn vô cùng cái phương pháp này. Người ta mới bèn làm một thử nghiệm lâm sàng. Và thử nghiệm lâm sàng này được đăng trên tạp chí New England Journal of Medicine năm 2014. Để người ta tính xử rằng là nếu cái người mà được sử dụng phương pháp kích thích điện này với cái người mà không có được sử dụng phương pháp kích thích điện này thì cái hiệu quả của nó ra sao? Thì quý vị đã thấy ở đây là cái đặc điểm của dân số tham gia vào nghiên cứu. Người ta theo dõi là ban đầu mới sử dụng sau 12 tháng thì thế nào, sự thay đổi ra sao. Thì người ta thấy rằng khi mà kích thích điện như vậy trên 126 bệnh nhân đó thì cái điểm ACE ban đầu nó là 32, tức là mức độ nặng đó. Thì 12 tháng sau nó còn có 15,3 và sự thay đổi đây là 16 điểm, có ý nghĩa thống kê. Sự thay đổi vào ODI á, tức là cái chỉ số bão hòa oxy trong máu đó, thì ban đầu là giảm bão hòa oxy trong máu là 28,9 lần, nhưng mà sau 12 tháng là 13 lần và sự cải thiện là 14 điểm, có ý nghĩa thống kê. Đó là kết cục chính. Cái cục chính tức là mất cái hiện tượng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ và xóa cái hiện tượng giảm oxy về đêm khi ngủ. Còn những kết cục phụ là gì? Thì người ta xem thử trên mức độ buồn ngủ, về chất lượng cuộc sống như thế nào và cái thời gian bị giảm oxy. Thì tương tự quý vị cũng thấy là đều có sự cải thiện hết. Cái thử nghiệm lâm sàng này trên 126 bệnh nhân đã khẳng định một điều rằng phương pháp kích thích điện vô trong thần kinh số 12 là có hiệu quả để giảm được AHI, là có hiệu quả để làm cải thiện sự sụt giảm oxy máu về đêm. Ở đây thì người ta bắt đầu theo dõi trong thời gian, thì bởi vì á, là không phải tất cả những cái bệnh nhân nào nó cũng chịu kích thích điện hoài ta cũng khó chịu chứ. Cho nên là có một thời gian sau khi dùng thì thôi, tôi không thích kích thích nữa, tôi thích bình thường. Đấy, thì như vậy là vô hình chung ban đầu mình không phân nhóm là một nhóm kích thích, một nhóm không kích thích. Nhưng mà vô hình chung trong quá trình điều trị thì cái nhóm người không chịu kích thích nữa đi qua một bên, nhóm người kích thích em đi qua một bên, mình có hai nhóm. Hai nhóm là như thế nào? Thì ban đầu lúc khởi động thì hai bên đều tương tự nhau,
cái nhóm chịu kích thích và nhóm không chịu kích thích là đều khoảng 30 AHI hết. Sau 12 tháng thì sao? Cái anh nào mà chịu kích thích đó thì được 7 phép 2, anh nào không chịu kích thích là 7 phép 6. Mình nghĩ là 12 tháng thì không có sự khác biệt gì hết. Nhưng mà bắt đầu mình qua cái khoa một thời gian sau, mình nhìn trở lại ở chỗ này thì thấy cái anh này vẫn duy trì được 8 phép 9. Còn cái anh mà rút rồi không có chịu tiếp tục điều trị thì nó lên được 28 phép 8. Tức là sao? Nếu ban đầu tôi chịu, ban đầu mới vô tham gia nghiên cứu là hai bên ai cũng chịu kích thích hết, hai anh chịu kích thích thì 12 tháng sau lại thì hai anh đều được hưởng lợi. Sau 12 tháng cái anh mà chịu kích thích không chịu nữa thì anh nào không chịu kích thích nữa thì tăng AHI lên. Tương tự như vậy, chứ bên này cũng vậy. Ban đầu cái chỉ số giảm oxy máu là chừng này, sau 12 tháng thì là đều giảm như nhau. Anh này tiếp tục chịu kích thích thì còn được 8, anh này không chịu kích thích nữa thì lên 23. Vậy thì cái nghiên cứu này nó khẳng định một điều, nếu anh tiếp tục nhận cái điều trị thì anh còn được hưởng lợi, anh không tiếp tục nhận điều trị thì anh lại quay về như cũ. Vấn đề ở đây là mình có thể ứng dụng cái phương pháp kích thích điện thần kinh số 12 trong cái điều trị của mình hay không? Thì người ta thấy rằng không phải tất cả mọi người dùng phương pháp kích thích thần kinh số 12, thần kinh hạ thiệt là có khả năng mở đường thở. Và người ta mới làm nghiên cứu, người ta mới cho người đó dùng cái thuốc ngủ và người ta dùng nội soi khi lúc ngủ. Tại vì chúng ta biết rằng đường thở, đường trở trên sẽ mở khi mà thức, nhưng mà khi ngủ thì ngưng ngỡ ngủ nó bị xẹp lại. Giờ cho người này lên nằm ở trên bàn, cho gây mê vô, bắt đầu ngủ lại, bắt đầu nội soi phế quản vô. Thì nội soi phế quản vô thì thấy một hiện tượng gì? Là cái đường thở nó sẽ xẹp lại. Bình thường cái đường thở của OSA nó xẹp lại theo cái chiều trước sau như vậy. Nhưng mà nếu nó không xẹp theo đường trước sau mà nó xẹp theo kiểu đồng tâm như vậy, thì những anh chàng nào, những bệnh nhân nào mà bị xẹp đồng tâm khi ngủ với cái nội soi này thì nó không đáp ứng. Và cái con số đó là 1/3 các trường hợp A bị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ sẽ không đáp ứng với phương pháp điều trị kích thích điện. Ồ, sao nói lại ngựa. Ok, rồi. Thứ hai là tác dụng phụ. Tác dụng phụ nó còn hai nhóm, là tác dụng phụ ngắn hạn và tác dụng phụ dài hạn. Tác dụng phụ ngắn hạn là gì? Mình để bệnh nhân lên phải phẫu thuật mới gắn được cái đồ kích thích điện vô trong người chứ. Cho nên có khả năng nhiễm trùng vết mổ. Đương nhiên là cái đó mình có thể khống chế được nếu mình làm tốt. Hoặc là khi mà mình gây mê để mình gây nội soi cho người ta đó, thì nó có khả năng bị tuột oxy khi ngủ chứ. Tại vì lúc đó tự nhiên đang nội soi mình gây mê đó, thì SpO2 sẽ tuột. Tuy nhiên những cái tác dụng phụ ngắn hạn như vậy thì người ta có thể kiểm soát được. Chỉ tiếc rằng cái tác dụng phụ dài hạn là nó có. Bây giờ cái lưỡi của mình như vậy, nó có kích thích liên hồi thôi. Lỡ mình đang đi như vậy, sao mình gắng sức mình chạy một chút, thực như là mình co cơ một cái, nó lại tưởng là mình đang ngưng thở. Nó kích thích mình, thì cái lưỡi mình cái lưỡi mình cứ xì ra, xì nhiều quá đến nỗi nó bào mòn mô rềm của lưỡi luôn. Và khó chịu là khi cái kích thích thần kinh hạ thiệt hoài, nó sẽ làm khô tuyến nước bọt, nó không có tiết ra được nhiều luôn. Cho nên không phải là phương pháp này đã toàn diện vẹn lắm, bởi vì nó vẫn còn có những cái tác dụng phụ mà người ta không thể dung nạp được. Vì lẽ đó, phương pháp kích điện thần kinh 12 chỉ được chỉ định trên một số bệnh nhân mà không phải tất cả mọi người. Tôi qua phương pháp số 2, luyện tập cơ hầu họng. Cơ chế của nó là gì? Là các bài tập cơ hầu họng để cho cái ban đầu á, thì người ta tạo những cái bài tập này để cho người nào mà cứ thở miệng hoài thì tập ngậm miệng lại để thở mũi. Hoặc là thay đổi cái dạng mặt, những đứa trẻ nào mà nó không thở mũi rồi thì cái phần mũi nó sẽ kém phát triển đi, nó bị tịt mũi, tức là không còn cao, mũi cao xinh tươi nữa, thì phải tập lại để mà nó thở qua đường mũi để cho cái khung mũi phía trước phát triển lên. Đó, hoặc là phần xương hàm dưới nó phát triển ra, tức là thay ban đầu thì những cái bài tập này để thiết kế cho việc thay đổi mặt như vậy. Nhưng về sau người ta nghĩ hay là áp dụng cái đó trong OSA và người ta thấy nó có hiệu quả. Vậy như vậy thì người ta bày ra những bài tập là bài tập nói. Ví dụ tôi nói vậy, 1, 2, 3, 4, 5. Nói nhỏ như vậy là không được, nhưng mà tôi nói 1, 2, 3, 4, 5. Thì cứ tôi dùng cái lực mà nói nhiều như vậy thì có phải cái cơ của tôi nó co thắt nhiều không? Cho nên tôi là khó bị ngưng thở lúc ngủ lắm. Tại nói to, nói lớn mà, nói nhiều nữa. Đấy, thì nó là phần được vậy. Hoặc là bây giờ người ta lại cho tập hát, hoặc là tập nhạc cụ để thổi. Đấy, khi mà thổi như vậy thì sao? Cái cơ nó được tập. Khi nó tơ cái tập thì cái cơ nó sẽ to ra. Cơ nó to ra thì nó sẽ không có xẹp lại nữa. Hoặc là những bài tập cơ hầu họng khác. Bây giờ người ta nghiên cứu và thử hiệu quả như thế nào. Cái nghiên cứu đầu tiên á, mà nó làm cho việc này là nghiên cứu không có nhóm chứng đâu. Người ta mới cho là anh ơi hãy nói to và hát to mỗi ngày trong 20 phút. Ngày nào cũng vậy, hát to và nói to trong 20 phút. Sau đó thì người ta ghi nhận lại, ồ, cái anh nào mà tuân thủ cái việc hát to và nói to thì cái thời gian ngáy nó
giảm xuống. Nghiên cứu này đã mở màn cho các nghiên cứu sau đó để đánh giá hiệu quả của việc rèn luyện cơ hầu họng để điều trị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Cái nguyên tắc của nó là gì? Nếu mà tôi tập trung công lực của mình vô cái cơ hầu họng này, tập trung cái việc co của cơ hoành của mình, thì tôi sẽ kiểm soát được chuyện đó. Thay vì tôi muốn thở ngực thì thở ngực, bây giờ tôi thở bụng thì nó sẽ được. Và tôi sẽ nói với cường độ cao, cường độ và cao độ nó thay đổi, lúc là cao vuốt lên tận mây, lúc thì hạ thấp như xuống biển, lúc thì thật lớn, lúc thì thật nhỏ, bằng cái cách dao động cái hoạt động của cái cơ vùng hầu họng như thế, thì cái cơ tôi có cơ hội rèn luyện rất là tốt. Và cơ hầu họng được tập luyện sẽ rắn chắc hơn và giảm hẹp đường thở, thở trên. Có 3 thử nghiệm ngẫu nhiên, mù đôi, có chứng, để mà nhìn theo cái chuyện này nó có tốt hay không. Cái đầu tiên, người ta lấy 25 bệnh nhân OSA, 25 OSA mức độ trung bình thôi. Tại vì có lẽ những cái nghiên cứu ban đầu người ta sợ nó thất bại đó, nên lựa những người là ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ mức độ trung bình. Và thổi lại một cái loại nhạc cụ của thổi dân châu Úc. Có thể là mình nhớ cái hồ mà hồi trước mà có mà đánh giải bóng đá quốc tế mà ú đó. Thổi thổi như vậy. Cho thổi. Thổi bao nhiêu? Mỗi ngày là 5, mỗi tuần là 5 lần. Mỗi lần là 20 phút. Thổi liền cho tôi trong vòng 4 tháng. Sau đó rồi thì người ta mới đo đa ký giấc ngủ để kiểm tra trước và sau. Thì người ta thấy là gì? Nếu cái người nhóm mà nó đi tập luyện thổi kèn như vậy đó, thì sau 4 tháng nó giảm được là 10,7 cái chỉ số AHI. Còn cái nhóm mà không có chịu thổi kèn gì đó thì nó giảm 4,5. Và có sự cải thiện mức độ buồn ngủ ngày ở trên bệnh nhân mà dùng cái phương pháp thổi kèn này. Nghiên cứu ACT số 2 đó là người ta lấy bệnh nhân OSA trung bình vừa mới được chẩn đoán và bây giờ là tập nói. Tập nói chúng tôi vừa nói hồi nãy. Thì tập các bài tập sức bền và tập sức mạnh. Tập sức bền là sao? Nói hoài. Là tập sức bền. Tập nói mạnh là sao? Nói lớn lên là tập sức mạnh. Rồi cái cơ lưỡi gồng lên phía trước như vậy. Đó là tập sức mạnh. Giống như là tập đi bộ là tập sức bền. Mà tập tạ thì tập sức mạnh. Thì cái cơ lưỡi cũng sẽ tập như vậy. Tập như vậy là mỗi ngày 30 phút trong 3 tháng. Thì người ta thấy rằng, cái nhóm mà tập á, thì cái AHI cũng giảm. Giảm bao nhiêu? 38%. Cái vòng cổ cũng nhỏ nữa. Tập luyện nó thon cái cơ lại đó. Trên cái cổ nó cũng xinh tươi hơn. Nó giảm được 1,1 cm. Nhóm chứng thì nó giảm có 6%. Nhưng mà cái cổ lại mập lên 0,2 cm. Không tập luyện nó mập lên. Đấy, mập lên cái cổ. Như vậy là thấy, phương pháp tập luyện nói to và kiểu này nó đã có hiệu quả. RCT số 3, người ta mới nghiên cứu là đặc biệt con nít đó, chuyện mà này khó lắm. Thì con nít mà bị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ là bị một cái amidan, cắt cái amidan xong rồi. Nhưng mà sau khi cắt rồi nó vẫn còn cái chuyện là tồn dư. Tồn dư nghĩa là vẫn giảm được cái AHI, ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, nhưng mà không giảm hết. Người ta mới nghĩ là vậy thì sau khi cắt amidan xong rồi thì tập thêm cho nó nữa thì sao? Thì người ta bắt đầu tập thở qua mũi. Đột mũi thôi rồi. Thì muốn cho nó tập qua mũi thì bắt buộc nó phải ngậm cái miệng nó lại, miếng cái môi thật chặt lại. Chứ không được. Không được, phải thở qua lỗ mũi. Đây. Rồi sau đó là bập môi, tập cơ môi thì phải bập môi lại. Môi, bập cơ môi lại. Hoặc là gồng uống lưỡi, lưỡi cong lên. Cái lưỡi uống ra đẩy phía trước, lưỡi ra uống phải trước. Tập cơ lưỡi. Vậy sao? Tập 3 lần mỗi ngày trong 3 tháng. Thì người ta thấy ra cái nhóm mà chịu tập như vậy đó, nó giảm được 58% cái AHI tồn dư so với cái nhóm mà không chịu tập thì có 7% thôi. Mà người ta nói rằng vì cái triệu chứng mà ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ tồn dư sau khi cắt amidan ở trẻ nó rất là phổ biến, cho nên có lẽ đối với đối tượng trẻ em thì sau khi cắt amidan để điều trị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ phải khuyên cáo cho người ta tập. Vậy thì khả năng ứng dụng của những cái bài tập cơ hầu họng nó là gì? Thì rõ ràng là chi phí nó rất là thấp, có tốn tiền đâu, tập thôi mà. Kết quả thì rất là hứa hẹn, có 3 RCT. Nhưng mà phải nghiên cứu thêm nữa. Tại vì những nghiên cứu đó người ta chỉ lựa bệnh nhân nhẹ thôi, nặng người ta không có lựa. Cho nên nó giảm được bệnh nhân nhẹ, chắc gì nó giảm được bệnh nhân nặng. Mình không biết điều đó. Thời gian lâu hơn, người ta theo dõi một cái 3 tháng, một cái 4 tháng. Lỡ đến 1 năm sau nó y như cũ thì sao? Không biết được chuyện đó. Nghiên cứu thì chuẩn hóa các bài tập, nói là uống cỡ lưỡi đẩy ra, uống cỡ nào, đẩy ra bao nhiêu, miếng môi chặt cỡ nào, bao nhiêu, những cái thứ đó đều không được chuẩn hóa, cho nên phải chuẩn hóa chuyện đó. Đó, và người ta xem thử là vậy thì tôi chán rồi, tôi tập một hồi, tôi ngưng, tôi không tập nữa, thì cái kết quả của cái việc tập đó, nó kéo dài được bao lâu, hay cứ phải tập suốt đời, lúc nào cứ miếng môi, nó cũng kỳ. Đó, cho nên là những cái điểm đó vẫn còn để ngỏ rất là nhiều. Nhưng mà trên thực hành lâm sàng thì tôi làm thế nào?
Tôi thì xin thú thật là tôi khuyên hết những bệnh nhân nào mà thở CPAP mà ta không chịu, mà không, bác sĩ em gì thì gì chứ nhất định là không có chịu mà cái bịt cái mặt lên mà thở, thì tôi sẽ phải khuyên những bài tập kiểu này. Và cũng có một số bệnh nhân tới lại khen là kỳ này bớt ngáy cái này kia rồi. Đấy, thì đến thực hành lâm sàng là cái này tôi thấy có khả năng. Bây giờ nhóm cuối cùng là điều trị thuốc kiểm soát thần kinh cơ. Thì những cái thuốc này mà muốn dùng cho được á, thì nó buộc lòng phải làm gì? Phải duy trì được thông đường thở và làm giảm, không có được làm giảm xung động thông khí. Tại vì nếu mình ức chế trên não này mà lỡ nó xung động thông khí nó giảm thì không có được. Nó phải làm giảm nhẹ được cái hiện tượng vi thức giấc, tức là khi mà nằm ngủ vài lâu lâu thức dậy thì cái thuốc dùng là phải giảm hiện tượng vi thức giấc, làm giảm cái hiện tượng là giảm SpO2. Và thực ra là hiện giờ chưa có thuốc nào đáp ứng được cả hai cái tiêu chuẩn này cả. Cho nên ta nghĩ là bây giờ dùng cái thuốc ức chế REM và thông đường thở thì được không? Thì có ba nhóm thuốc người ta tiến hành nghiên cứu về điện đó. Đó là nhóm thuốc serotonin, nhóm thuốc cholinergic và nhóm đó cạc ba noic. Thì người ta kết quả thế nào? Đây là kết quả thử nghiệm lâm sàng mà ta đã tiến hành rất là nhiều năm tháng. Để người ta coi thử là những thuốc đó có tầm cải thiện được OSA hay không? Thì kết quả hiện nay là không. Ảnh hưởng trên OSA hầu như là không ảnh hưởng, thậm chí còn tệ hơn nữa. Cho nên đến nay dùng thuốc để điều trị ngưng thở, tắc nghẽn lúc ngủ nhắm tới cái cách làm tăng cái khả năng co thắt của gì là không được. Như vậy tôi đi đến bằng trình bày cái phần kết luận của mình gồm có ba ý. Ý thứ nhất là cái kích thích điện thần kinh hạ thiệt thần kinh 12, tập luyện cơ hô hấp và dùng thuốc kiểm soát cơ hô hấp, đó quả nhiên là một hướng điều trị OSA đang được nghiên cứu và có nhiều triển vọng. Cái kết quả nghiên cứu tương đối khả quan với hai biện pháp đầu tiên, đó là biện pháp kích thích thần kinh hạ thiệt và biện pháp mà tập luyện cơ thở, nhưng mà không có khả quan đối với biện pháp điều trị thứ ba là biện pháp dùng thuốc. Vì lẽ đó cần có thêm nghiên cứu với những tiêu chuẩn chọn bệnh rộng hơn và các bài tập cơ họng chuyên biệt hơn để có thể nâng được cái tính ứng dụng của các biện pháp này trong điều trị CPD, trong điều trị OSA trong thời gian sắp tới. Tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi tất cả quý vị đồng nghiệp.